Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 118 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong Huyền Băng Thất. Huyền Băng Thất này chính là phần thưởng đặc biệt mà tả tiểu niệm nhận được khi làm nhiệm vụ cơ bản sau mỗi một nhiệm vụ phần thưởng đều bị tả tiểu niệm toàn bộ đổi thành thâm hải huyền băng huyền băng chia làm hai loại một loại đến từ tuyết sơn một loại đến từ biển sâu trong đó lại lấy huyền băng trong biển sâu càng khó có chính là vật trân quý dị thường cường giả bình thường đừng nói là có được cho dù thấy cũng chưa chắc đã có cơ hội thấy muốn đạt được thâm hải huyền băng, tối thiểu cũng phải có thực lực trên hóa vân mới có thể có một chút khả năng đạt được. Mà cường giả hóa vân bình thường cũng không có khả năng. Mặc dù mạnh như tả tiểu niệm, lấy tu vi hiện nay của nàng vẫn là không thể tự mình lấy được, hướng chi là người khác. Nhưng mà nàng có thể thông qua việc làm nhiệm vụ để đổi lấy. Rất nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện nay giường của nàng liên hoa tọa nàng dùng khi luyện công thậm chí là bàn ghế tất cả những đồ có thể dùng được tất cả đều đã biến thành vật phẩm kết cấu thâm hải huyền băng tất nhiên hầu hết mọi thứ trong phòng vẫn chưa được chuyển đổi mục tiêu ngắn hạn của tả tiểu niệm là khiến cho toàn bộ căn phòng bất luận là đồ nội thất hay bao gồm trần nhà tất cả đều phải đổi thành loại thâm hải huyền băng con người luôn luôn phải thiết lập một mục tiêu nhỏ trong ngắn hạn. Với tình hình hiện nay, thực hiện chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Loại thâm hải huyền băng này có tác dụng phụ trợ cực kỳ lớn đối với tả tiểu niệm tu luyện nguyệt phách chân kinh. Băng hàng trong huyền băng có thể giúp cho nguyệt phách chân kinh của nàng vận chuyển càng nhanh hơn, càng thêm lưu loát, thời thời khắc khắc đều tăng hiệu quả. Hơn nữa có thể liên tục sinh ra khí băng hàng. Tả tiểu niệm khoanh chân ngồi, tâm tình bình tĩnh không gần sóng, liên tục cố gắng áp xúc linh khí. Hiện nay, nàng đã đi tới đang nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa đã vượt qua 5 lần áp xúc chân linh. Hiện tại đang áp xúc chính là lần thứ 6. Cảnh giới đang nguyên là thuộc về kim đan nhất lưu. Trong quá trình áp xúc phải thừa nhận thống khổ, còn phải ở trên con đường gai. Nhưng tả tiểu niệm lúc trước đã trải qua quá nhiều lần thay tức cảnh áp xúc mài dũa đối với loại tình huống này sớm đã thành thói quen lúc áp xúc thay tức cảnh mặc dù có thiên địa chi lực còn có phượng mạch chi lực cường áp không cho ta đột phá mặc dù là một thể nghiệm áp chế rất thụ động nhưng cũng bị động giúp ta tăng lên tiềm chất trên phương diện này lần này lấy tình huống hiện nay mà nói ít nhất có thể áp chế chín lần trở lên nhưng ta không thể nào cứ thỏa mãn như vậy cổ nhân đều nói chín lần chính là cực hạn cùng số lần cực kỳ giống nhau nhưng đó chủ yếu chỉ là áp xúc chân nguyên trên con đường gai mà ta ở thai tức ước chừng cường áp mấy chục lần hiển nhiên đã vượt qua nhận thức của các đời tu giả vậy cực hạn áp xúc của ta chắc chắn không có khả năng chỉ có chín lần thôi ta sẽ cố gắng nén càng nhiều càng tốt tuyệt đối không thể nào ngay từ đầu đã giới hạn số lần áp chế chỉ ở chín lần được Đa đa cẩu Vậy mà còn muốn đuổi kịp ta Ta há có thể nào để cho hắn đuổi kịp Trên gương mặt của tả tiểu niệm Lộ ra một tia ngạo kiều Nhưng vẫn rất dịu dàng Ta mới không chờ hắn đâu Ta phải nỗ lực gấp 10 lần nữa Kiếp này hoàn toàn áp chế tiểu cẩu đát Nếu như vạn nhất có một ngày Bị hắn đuổi kịp Lấy tính cách của tiểu cẩu đát Chẳng phải là muốn đắc ý tận trời hay sao hơn nữa sẽ còn mỗi ngày ở trước mặt ta khoe khoang. Việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện này, vừa nghĩ đến hình ảnh kia, tả tử niệm lại thêm vài phần động lực. Tiểu cẩu đát, đời này của ngươi chỉ có thể đứng sau tỷ tỷ lâu dài, từ từ đuổi theo, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Sau này nhà chúng ta, võ lực của người nào cao, người đó có quyền lên tiếng, nghĩ đến lúc gặp lại tả tiểu đa, mình hơi hợt nói về tiếng cảnh của mình. Sau đó nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của tiểu cẩu đác trợn mắt há mồm. Còn có ánh mắt uể oải tuổi thân, giống như chú cúng nhỏ vô cùng đáng thương. Tả tiểu niệm chợt cảm thấy sảng khoái, ý khí cũng dâng cao. Khỏe môi thoáng chốc xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Lúc này, điện thoại di động nàng đột nhiên rung lên. Sau khi từ huyền băng trong phòng nhiều hơn cho dù là điện thoại di động siêu cao cấp đắt nhất hiện nay, được xưng là thiết kế đặc biệt cho tu giả, cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng tín hiệu, lúc có lúc không rất chập chờn. Cho nên tả tiểu niệm dứt khoát đặt điện thoại di động lên trên bộ tiếp nhận tín hiệu, đặt lên bệ cửa sổ ở mép ngoài cùng, vì đó là vị trí chịu ảnh hưởng yếu nhất của thâm hải huyền băng trong toàn bộ căn phòng. Dơ tay lên, điện thoại di động bay vào trong tay chỉ thấy phía trên là tin nhắn trong nhóm đội trưởng phần thưởng của chúng ta đã nhận rồi huyền băng lần này người đổi được cũng đã để vào vị trí ngay tại văn phòng tập thể của chúng ta khối này rất là lớn chỉ là rất lạnh vui lòng nhanh chóng tới lấy nó về đi tả tiểu niệm ánh mắt vừa động lập tức buông điện thoại xuống nhẹ nhàng đi ra cánh cửa vừa mở một cổ hàng khí cùng cực nhất thời tràn ra bên ngoài làm cho nhiệt độ cả tòa nhà trong nháy mắt giảm xuống âm dưới 10 độ. Tầng này ngay cả hành lang cũng nhiễm một tầng sương trắng dày đặc. Nếu không phải tả tiểu niệm lập tức đóng cửa, sợ rằng toàn bộ hành lang đều sẽ bị đóng băng trong thời gian ngắn, kết thành tầng băng thật dày. Linh miêu ra ngoài rồi. Không biết là ai hô, rất nhiều cái đầu nhất thời nghe thấy tiếng mà ló ra, cứ như đang xem chuyện hiếm thấy. Tả tiểu niệm đi xuống dưới lầu Có rất nhiều người đã cố ý đứng ở cửa Cố tình vô tình nhìn Thậm chí có mấy lão đầu Cũng cố ý vô tình nhìn sang bên này Còn có mấy thanh niên Đột nhiên đứng trong đại sảnh Sau đó bắt đầu sôi nổi nói chuyện phím Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to Dường như rất sảng khoái Sáng lạng như ánh mặt trời Nhưng mà khi khí lạnh lướt qua Dường như ngay cả bông dáng Cũng không thấy rõ Đã tiến vào trong căn phòng nào đó nhưng mà một lát sau, khí lạnh thẳng tắp tăng lên, lại là tả tiểu niệm mang theo huyền băng đi ra. Vẫn như cũ, một luồng khí lạnh lướt qua, vẫn như cũ, bóng dáng khó có thể phân biệt. Tả tiểu niệm đã rất nhanh biến mất trong cửa phòng mình. Tất cả mọi người thất vọng mất mát, đều trừng to mắt như vậy rồi, vậy mà vẫn không nhìn thấy. Linh miêu hẳn là đạt tới cảnh giới anh biến rồi. Vớ vẩn, tại chính là anh biến cao dai, vừa rồi xích nữ không lạnh chết ta vậy nàng ta là cảnh giới tu vi gì đang nguyên cảnh đỉnh phong có người biết chuyện tiết lộ chuyện này sao có thể chứ có người kinh ngạc hô làm sao lại không có khả năng nàng ta hiện nay còn đang chấp hành nhiệm vụ ở tận thứ nhất nếu đã đột phá anh biến rồi người cho rằng các lãnh đạo đều mù sẽ để mặt chuyện này xảy ra hay sao chuyện này là là sao chứ nhân vật như vậy ở tầng mấy nhân vật cấp bậc nào lại có thể đại biểu cho cái gì các ngươi sợ là không biết linh miêu tuy rằng vẫn còn ở tầng thứ nhất chủ yếu tiếp nhận nhiệm vụ cấp thứ nhất nhưng nhiệm vụ của ba tầng phía dưới chỉ cần lọt vào trong mắt nàng toàn bộ đều có thể hoàn thành vậy tại sao nàng ta vẫn không có thăng cấp người ta là đang áp xúc cảnh giới đó đồ ngốc đang nguyên cảnh vậy mà cũng có thể áp xúc sao Mày không phải đều đã là cấp độ kim đan rồi, còn áp xúc như thế nào đây? Ngu ngốc, thiên tài cũng giống như ngươi sao? Ôi trời, người ta năm đó cũng được hưởng mỹ danh thiên tài mà. Quá ghê đi cút ngay. Chỉ có thể nói thiên tài cũng có phân biệt cấp bậc, loại thiên tài như ngươi là thiên tài 3 năm có một, 5 năm có một, mà Linh Miêu là thiên tài tuyệt thế, ngàn năm có một, hoặc là thiên tài tuyệt thế vạn năm có một đồng dạng là ở Thượng Kinh, Cao Võ Vân Đoàn, Tả Tiểu Đa từng có chút niệm tưởng. Long Vũ Sinh đứng trên lôi đài tân sinh, thân dài ngọc lập, mày kiếm mắt sao, vóc người cao ngất, ung dung nói. Người tiếp theo. Vài phút sau, Long Vũ Sinh vẫn thản nhiên nói. Người tiếp theo. Trên mặt, từ đầu cho tới cuối là một mảnh vân đạm phong khinh, nhưng vẫn có vài phần mệt mỏi cùng thiếu kiên nhẫn. Yếu đuối, tân sinh lần này thật sự là quá yếu. Giữa các huynh đệ, ta đã xem như người khá yếu rồi, vậy mà còn có thể đứng đầu cao võ vân đoan, trở thành một trong ba đại cường giả. Ai tạo hóa thật là trêu ngươi. Quả thật là, mấy tòa lôi đài khác cũng đều có lôi chủ của mình, mọi người có thể tùy tiện khiêu chiến. Thẳng đến sau khi xác nhận, thủ lôi thành công, mới đến phiên lôi chủ quyết chiến cấp độ cao hơn. Vạn Ly Tú là lôi chủ của một lôi đài khác. Từ sau khi nàng đứng lên bận bảo trì chiến tích toàn thắng. Lôi đài tân sinh của Cao Võ Vân Đoan lại đến giai đoạn cuối. Hầu như không có chút ngoài ý muốn hiện ra cục diện tam quốc đại chiến. Chù Vân Thành, Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh Long Vũ Sinh đầu tiên đối chiến với Chù Vân Thành. Trận chiến này hai đại thân sinh thiên tài đánh đến Long Trời lỡ đất, Nhật Nguyệt Vô Quang, Long Vũ Sinh ngay từ đầu đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không từ bỏ. Cho dù vô hồi kiếm của Chu Vân Thanh, kiếm khí lẫm liệt, tạo thành thương tổn tương đối cho hắn. Nhưng Long Vũ Sinh vẫn như trước chiêu chiêu liều mạng, lúc nào cũng tranh trước. Người bổ ta một kiếm, ta cũng muốn chém người một kiếm, không thì cũng phải đá cho người một cước. Bầu không khí chiến đấu như vậy đã vô hạn tiếp cận đấu pháp chiến trường, hoặc là nói đây đã là chiến đấu sinh tử cực đoan chi chiến. Trận chiến này kết thúc, Chu Vân Thanh dùng một đại chiêu mới thắng cuộc, hoàn toàn áp đảo Long Vũ Sinh, nhưng bản thân cũng đầy thương tích, vết thương chồng chất. Đi lên đã chiếm mưu thế, vậy mà còn có thể bị Long Vũ Sinh liều mạng tới mức lưỡng bại câu thương, gần như chính là thắng thảm. Chu Vân Thanh trong lòng thầm than thật là phục rồi. Kế tiếp là đối chiến cùng vạn Lý Tú. Chu Vân Thanh trong lòng thở dài không thôi, hắn mơ hồ đoán được Long Vũ Sinh vì sao liều mạng như vậy. Long Vũ Sinh đang tranh thủ cơ hội cho Vạn Lý Tú, tranh đoạt một cơ hội giành quán quân. Cho nên hắn không tiếc liều mạng với mình, liều đến bản thân nửa tàn phế, lại đi nghênh chiến Vạn Lý Tú, lấy thực lực của thế chân vạc giữa Vạn Lý Tú và mình còn có Long Vũ Sinh. Đối với mình đang nửa tàn tật, nàng cũng coi như là chỉ có thắng chứ không bại. Hai người người ta từ lúc vừa nhập học đã biểu lộ thân phận cặp tình nhân. Những người khác hâm mộ cũng là hâm mộ không được. Giờ mình đụng phải, ngoài trừ thở dài một tiếng xui xẻo ra, lại không thể làm gì. Không ngờ sau khi vạn ly tú lên đài lại trực tiếp nói một câu. Ta nhận thua. Long Vũ Sinh dưới đài mở hai con mắt ra. Chùa Vân Thanh đối diện cũng là mở to hai mắt. Ta biết tâm tư hắn, muốn ta chiến thắng ngươi, đạt được vinh dự quán quân của tỷ thí tân sinh lần này nhưng trạng thái hiện nay của ngươi ta thắng không có khó gì nhưng nếu chống lại ngươi trong trạng thái toàn thịnh ta tự biết mình đánh không có thắng vạn ly tú rất thông dòng nói đương nhiên nếu là chiến trường chém giết giờ phút này ta sẽ không chút do dự lấy tính mệnh của ngươi nhưng bây giờ đặt tại cuộc đối chiến này thắng ngươi không khó nhưng ta không muốn chiếm tiện nghi này của ngươi đâu trận này cao võ văn đoan thứ nhất là cận cường giả mạnh nhất để ứng phó khiêu chiến từ bên ngoài. Thứ hai, nếu ta trở thành quán quân, sẽ phải cách Long Vũ Sinh một áo quân là ngươi. Ta cảm thấy cách quá xa. Thứ ba, hắn hiện tại đang bị trọng thương. Ta muốn chạy tới chăm sóc hắn, trận này tính là ngươi thắng đi. Vạn Ly Tú nói xong, tiêu sái cười, nhảy xuống lôi đài, chắp tay nhường vinh dự quán quân vốn đã tới tay. Nhưng đáy lòng của Chu Vân Thanh lại không có được chút ý vui sướng của quán quân hắn chỉ cảm thấy mình bị nhét một xô cơm chó vào trong miệng, trong lòng nghẹn tới hoảng hốt. Không chiến mà thắng, quán quân thắng không rõ. Một người liều mạng chiến đấu, một người từ bỏ tất cả đi chăm sóc. Cuộc sống của cậu độc thân như hắn thật sự rất khó khăn. Chu Vân Thanh một mảnh im lặng đứng trên lôi đài, cười khổ, buông tay rồi tự diễu nói. Ta đạt được quán quân, là bị ngược cẩu độc thân, đột nhiên cảm thấy Bình dự quán quân này tẻ nhạt vô cùng giống như gân gà dưới đài là một tràng tiếng cười to đích thật là như vậy hiện nay mọi người làm sao còn có ý nghĩa quán quân ai nấy đều cảm giác mình đã ăn no cẩu lương mà hai người này rắc rồi long vũ sinh đối vạn ly tú hai người tranh ngôi á quân hai người nhìn nhau cười sau đó đồng thời mở miệng nói ta nhận thua bên dưới lôi đài chu vân thanh dẫn đầu tất cả tân sinh cao võ vân đoan không hẹn mà cùng đồng thanh than thở. Mẹ kiếp, lão tử lần này thật sự là bất hạnh mà. Không chỉ mỗi ngày bị người ta đánh, bất kể cố gắng ra sao, liều mạng thế nào cũng đánh không có lại. Nếu chỉ dừng ở đó cũng coi như xong. Nhân lực có khi nghèo, kỹ năng không bằng người, không thể làm gì được. Nhưng một trận chung kết lôi đài tốt đẹp, lão tử chỉ lơ đỉnh một chút thôi mà bị nhét đầy một mồm cẩu lương luôn rồi đây là bắt nạt đám cẩu độc thân chúng ta sao? Bộ cẩu độc thân không có nhân quyền, đáng đời bị bắt nạt, bị trao phúng. Được rồi, cẩu độc thân chính là đáng đời. lôi đài chấm dứt, Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú sóng vai mà đi. Thai tức rồi, ta cũng vậy, người áp chế bao nhiêu lần rồi. Tám lần nhiều hơn chút, chỉ còn lại một chút kia khẳng định không đủ một lần áp chế. Tính là tám lần rưỡi đi. Ta cũng vậy, thành tích này có chút lơ lửng. Lần sau gặp lại nhóm người tả lão đại, phỏng chừng vẫn là bị treo đánh rồi. Ai à, ta cũng là đang lo về vấn đề này, nhưng thật sự không thể nào nén lại được nữa. Chán ghê Về cảnh giới thai tức, ta nghe nói có một bí quyết. Bí quyết gì? Chính là từ lúc tiến vào thai tức, lập tức bắt đầu áp chế linh nguyên bản thân, đừng đợi đến khi chân nguyên tràn đầy mới áp chế bộ dạng này lần lượt áp qua mỗi ngày đều ở trong trạng thái áp suất chân nguyên long vũ sinh nói tiếp nghe nói năm xưa đông phương đại soái chính là làm như vậy nhưng quá trình này cực kỳ thống khổ rất ít người có thể thừa nhận được bởi vì quá trình kia tương đương với mỗi một ngày trong đời đều đặt chân vào trong con đường chông gai vạn ly tú cắn rằng nếu làm như vậy tương lai có khả năng điên cuồng đánh tả tiểu đa hay không Long Vũ Sinh cười khổ nói. Chỉ có thể nói là có thể. Đây hoặc là pháp môn duy nhất chúng ta có thể áp đảo tả lão đại. Nhưng dù vẫn đánh không lại tả tiểu đa, nhưng ít nhất cũng có thể đánh được Chu Vân Thanh. Vậy thì làm thôi. Vạn Ly Tú nghiến răng nghiến lợi. Chu Vân Thanh tính là gì? Tả tiểu đa tình hỗn đảng này mới là tức giận nhất. Mấy ngày trước đăng video kia vào trong nhóm, ta tức tới nổi ba ngày không ăn được cơm cái video không khống chế được võ sư đột phá tiên thiên kia sao long vũ sinh cười cố gắng an ủi kỳ thật hắn quay không rõ ràng lắm lúc ấy kỳ thật toàn thân trên dưới mỗi nơi đều bốc lên bùn đen hắn chỉ quay được một bộ phận nhỏ những thứ khác ta cũng sẽ không nói ra ngoài rầm long vũ sinh bị đánh bay lên trời vạn ly tú tức không thể nào xông tới Long Vũ Sinh, ta phát hiện ngươi hiện nay rất thích tìm cái chết. Hôm nay lão nương sẽ đánh chết ngươi cho ngươi miệng tiện. Bàn bàn bang, rất nhiều người thấy vậy đồng loạt trợn mắt há mồm. Mắt thấy á quân của tỷ thí tân sinh lần này bị quý quân trực tiếp tóm lại. Giống như có thù không đội trời chung, nhất thời mỗi người đều là một thân mồ hôi lạnh. Quá là hung tàn. Vừa rồi còn đang hâm mộ, hiện nay cũng chỉ còn lại là may mắn Phía bên kia, cao võ long hồn. Lý Trường Minh vẫn đang ngủ say. Tỷ thí tân sinh. Người chính là lôi chủ, mau tỉnh lại đi. Nhanh lên, mẹ kiếp đứng dậy, đến lôi đài mà ngủ. Tại cao võ Ngọc Dương, trường kiếm của dư mặt ngôn ngang trời, trên mũi kiếm, từng giọt máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Người tiếp theo khuôn mặt hắn không chút thay đổi ánh mắt lạnh như băng cả người giống như một thanh lợi kiếm khát máu tản ra sát khí người lạ không nên đến gần dư mặc ngôn vốn là một người trầm mặt ít nói tính cách rất lạnh lùng ở thành phượng hoàng có đám người tải tiểu đa ở bên cạnh vịnh biển sẽ không lạnh lùng dư mặc ngôn tự nhiên cũng bị dẫn dắt hoạt bát hơn rất nhiều Nhưng một mình đến hoàn cảnh xa lạ lại làm cho tính cách này của dư mặc ngôn càng thêm cực đoan đã có tấm gương ở phía trước dư mặt ngôn phóng mắt nhìn trái phải tất cả mọi người không ai có thể so sánh với đám người tả tiểu đa điều này làm cho dư mặt ngôn căn bản không có tâm kết giao bằng hữu hơn nữa hắn càng không muốn để cho người khác thay thế vị trí của đám người tả tiểu đa trong lòng mình hắn nghĩ rằng đó sẽ là một sự phản bội cho nên mỗi ngày chỉ là một người cô độc tu luyện liệu mạng tiến bộ chiến đấu dần dần cũng ngày càng quái gở. Đến một đoạn thời gian gần đây, ngoại trừ cùng giáo viên La Diễm Linh ra, thậm chí căn bản không có nói chuyện cùng với những người khác. Nhưng mà kiếm của hắn ngày càng sắc bén, càng ngày sát khí càng nặng. Mấy giáo viên đều đau đầu vì tính cách của dư mạc ngôn. La Diễm Linh lại càng tan nát lòng. Nhưng mà mặc kệ sắp xếp các bạn học khác, cố ý tiếp cận ra sao, Dư mặt ngôn lại giống như một khối băng từ chối hòa tan. Sát lục chi đạo của dư mặt ngôn đúng là càng ngày càng thể hiện rõ nét và thuần thục hơn. Đúng vậy. Nhưng tầm cách của đứa trẻ này có bị ảnh hưởng hay không? Sát lục chi đạo dĩ nhiên uy lực hoành tráng, nhưng thật sự quá dễ dàng đánh mất chính mình. Một khi tâm cảnh có khuyết, con đường phía trước rất đáng lo. Sẽ không đâu, tâm trí đứa nhỏ này kiên nghị dị thường, không có tầm thường đâu. Ở đáy lòng của hắn, từ đầu cho tới cuối có một ngọn lửa. Ngọn lửa kia là lão hiệu trưởng Hạ Viên Nguyệt thắp lên cho hắn. Bất luận ai cũng không dập tắt được. Chỉ cần chính hắn không có từ bỏ, tâm cảnh sẽ không có nhược điểm. Tỷ thí kết thúc. Quán quân Dư mặt Ngôn một mình độc hành. Dư Ánh Hoàng Hôn hắn một mình ngồi trong một góc sân thể dục. Nhẹ nhàng lấy ngọc bội trước ngực ra. Ngọc bội kia vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp bị hắn nắm chặt trong tay. Ta hy vọng nhà của ta sẽ không bị phá hủy. Ta hy vọng đất nước ta sẽ không bị chiếm đóng. Ta hy vọng huynh đệ ta luôn luôn hạnh phúc. Ta hy vọng tỷ muội ta luôn luôn an toàn. Ta hy vọng ta có thể bảo vệ tất cả. Lão hiệu trưởng, ta sẽ không quên lời giao phó của người. Thời gian loạn thế, ta sẽ dùng sắc lục chi đạo của ta đến thủ hộ điều trân quý của ta. Như mặt ngôn ánh mắt kiên định Tâm trí kiên định như bàn thạch Hắn lặng lặng nhìn nửa ngày Mới quý trọng một lần nữa Bỏ ngọc bội vào trong ngực Đây là trân bảo của hắn Hắn hiện nay mới hiểu được dụng ý Của Hà Viên Nguyệt khi trước Nếu không có khối ngọc bội này Không có những lời lúc trước Với loại tính cách cực đoan này của mình Tính cách lạnh lùng quái gỡ này Phong cách ra tay tất xác Sợ rằng ta thật sự sẽ đi theo Một con đường cực đoan khác Nhưng bây giờ thì khác Ngọc bội ở ngay trước ngực rất ấm áp, nhắc nhở ta rằng ta có người cần phải bảo vệ và trân trọng. Cả sân thập lớn sớm đã không một bóng người. Chỉ còn lại một mình dư mặt ngôn ở góc xa xôi, trong một mảnh cỏ dại, lặng lặng ôm hai đầu gối ngồi yên, hai mắt bình tĩnh nhìn cỏ dại lay động trước mặt, con người không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng ngân nga bài hát. Mấy năm nay, một người gió cũng qua, mưa cũng đi, bạn bè cả đời cùng nhau đi, những ngày đó không còn nữa. Tiếng hát dần dần trầm thấp, dư âm miễu miễu nhưng thủy chung không dứt. Mặt trời đỏ dần lặn về phía tây, một tiếng nỉ non. Nhớ các người quá đi, thật là nhớ các người các người hiện tại sao rồi? Tại một nơi nào đó trong rừng, Tần Phương Dương cả người đẫm máu mình đầy thương tích, vết thương chồng chất. Hắn cố gắng di chuyển thân thể mình, di chuyển đến bên cạnh thân thể một con tinh thú mình vừa chém giết, tiến lại gần miệng, bắt đầu uống từng ngụm máu tươi của tinh thú. Đi thượng kinh, thực lực của ta còn chưa đủ, xa xa chưa đủ, tối thiểu cũng phải tới ngự thần. Tìm tìm, người cũng thật dám yêu cầu, để ta đi thượng kinh bảo vệ những tâm can bảo bối của người nhưng ta chỉ là hóa vân thôi nhưng ta làm sao có thể nhẫn tâm để người thất vọng được nội đan của tinh thú hóa vân đỉnh phong như vậy lại chém thêm bảy con ta có thể gom đủ nguyên năng để thăng cấp tới ngự thần chuyện đáng tiếc duy nhất không kịp áp suất nữa không đúng chỗ của ta còn có tinh hồn ngọc cực phẩm mà tiểu đa cho tìm tìm lẽ nào nàng biết nàng cũng đã tin đến những chuyện này rồi sao sau ba lần áp xúc nữa ta sẽ bước vào ngự thần tim tim nàng yên tâm đi đám trẻ này ta sẽ thay nàng chăm sóc chúng thật tốt tại côn Luân đạo môn một yên nghiên một thân bị thương trở về nhanh chóng tiến vào trong mật địa tu luyện lần này đi ra ngoài nàng một hơi chém giết mấy con tinh thú hóa vân cảnh nhưng bản thân nàng cũng rơi vào tình trạng nguyên khí đại thương nhưng càng là bầu không khí chiến đấu như vậy mới càng có thể làm cho năng lực được tăng lên thời khắc sinh tử mới có thể có cảm ngộ thực chiến tử chiến mới có thể mạnh lên thời gian lưu lại cho ta không còn nhiều thời gian ba năm ta có thể tiến vào ngự thần sao phải liều thôi tại thành phượng hoàng phượng hồi đầu trước mộ của Hà Viên Nguyệt. Làm thư một thân thanh y, búi tóc, một thân thuần khiết dựa vào bi mộ tắm nắng. Sau lưng cách đó không xa là một túc lều nhỏ. Ta đọc cho người nghe tin tức trên mạng của nhóm người tại tiểu đa. Làm thư cầm điện thoại di động nét mặt tươi cười. Ta biết người nhớ nhung, nhưng thời đại này là tốt, ngồi ở nhà chỗ nào cũng không cần đi chỉ cần lên mạng tùy tiện tìm kiếm là có thể tìm được tin tức liên quan đến bảo bối của người. Ừ, bị kiếm vương này chính là tả tiểu đa, xem ra lăn lộn rất là tốt. Còn có giáo chủ cương thiết này chính là Lý Thành Long. Người nhìn học sinh người dạy ra đi, từng người một rất là lợi hại. Long Vũ Sinh và bạn Lý Tốn trên mạng cũng có thể tìm ra, nhưng như Mạc Ngôn và Lý Trường Minh lại khó tìm. Nhưng mà hai đứa nhỏ kia đều trầm ổn thành thật. So với mấy đứa trước thì đáng tin cậy hơn nhiều. Cho nên người cũng có thể an tâm. Gần đây ta cũng có hỏi thăm tin tức của Tần Phương Dương nhưng hoàn toàn không có tin tức. Nhưng mà với tu vi của hắn, hẳn là không có việc gì. Người cũng không cần lo. Đoạn thời gian trước ta có trở về quê một chuyến. Ở một ngày, lão thai Thái nói muốn đến thăm ngươi. Ta không cho nàng tới, làm thư nói tới đây dừng một chút Rồi cười nói tiếp Ta nói cho nàng biết Nếu người có kiếp sau Khẳng định còn phải làm nữ nhi của nàng Đời này nợ nàng Kiếp sau trả lại Lão thai thái rất cảm thương Nói già rồi Xin không được nữa Có thể xin cũng không xin người như ngươi Nàng rất đau lòng Mấy ngày nay nằm mơ Luôn mơ thấy ngươi Ngươi cũng không nói lời nào buổi tối ta chín rưỡi đã ngủ rồi nếu ngươi có thời gian hãy đến trong giấc mơ của ta tâm sự với ta được chứ ngươi không nói chuyện cũng được dù sao ở cùng một chỗ với ngươi cả đời bình thường ngươi cũng rất ít nói chuyện ta đã quen rồi làm thư nói dông dài ở trước bia mộ hà viên nguyệt nói rất nhiều nói đến khi trăng sáng lên cao mới thắp ba nén hương nói chút ngủ ngon rồi tự mình trở về phòng ngủ gió núi sột sạt, hương khói lượng lờ. Phượng hồi đầu, tất cả đều yên tĩnh. Thành Phượng Hoàng, Nhị Trung Hồ Nhược Vân ngồi trước máy tính nhìn hai bài viết. Cuộc sống cao võ của kiếm vương chính là khô khang như vậy. Và bài viết Cuộc sống cao võ của giáo chủ. Thỉnh thoảng vui vẻ ngửa ra sau cười. Đây là hai bài viết nàng phải đọc mỗi ngày, đã nghiện luôn rồi, có thể nói là độc giả trung thành lão lý người tới đây xem chút đi cô gái cao gia này cao xảo nhi nhìn qua tuy đẹp nhưng trong mắt đều là chuyện buồn đứa trẻ tả tiểu đa này đơn thuần như thế nếu có chọn nàng cũng không phải là xứng đôi quá nha lý trường giang ở một bên nhìn một xấp tư liệu phân tích của học sinh hừ một tiếng nói cái gì tả tiểu đa đơn thuần nàng thấy hắn đơn thuần ở chỗ nào ai mà vô phúc vớ phải nó mới là cần lo lắng cả đời hồ nhật vân hừ một tiếng lập tức thở dài à, tiểu đa hồn nhiên thiện lương chính nghĩa hừng hực đối với người cũng không có tâm phòng bị gì ta thật sự lo nó ở bên ngoài sẽ chịu thiệt lý trường giang lần này thật sự kinh hãi quay đầu tháo kính xuống nghiêm túc đánh giá vợ mình từ trên xuống dưới mới không thể tin nói người mà nãy giờ nàng nói thật sự là tả tiểu đa sao Nàng có khi nào có nhận thức sai lầm gì về mấy từ thuần khiết thiện lương hay không? Hồ Nhật Vân đột nhiên tức giận nói. Nói bậy, rồi không thèm để ý đến người nào nữa. Lý Trường Giang gấp quyển sách, đột nhiên thở dài nói. Nàng nói, nàng mỗi ngày đều lo lắng tả tiểu đa như vậy. Ta thấy nàng là tình mỗi tử tràn lan, không có chỗ phát tiết. Nào nào hai chúng ta tự mình sinh một đứa, để cho nàng tha hồ mà chăm. Thân sinh còn không mạnh hơn tả tiểu đa kỳ chắc. Hồ Nhược Vân giải dụa. Đồ lưu manh, hỗn đảng, bài viết này của ta ta còn chưa đọc xong. Lý Trường Giang. Thôi, ngày mai xem, bây giờ thời điểm quan trọng hơn. Thượng Kinh Nam Tiểu Hùng, à, là bộ trưởng Nam đã lâu không gặp. Thân thể khôi ngô ngồi trong văn phòng, nhìn mấy tổ làm nhiệm vụ quay về tổ ba sao không bắt về bộ trưởng chúng ta bên này vô hụt rồi lúc tới đó người vốn đã không còn bộ trưởng nam nhàn nhạt gật đầu người đâu bắt tổ ba lại thẩm vấn tình báo xác thực như vậy vậy mà còn có thể vô hụt chọn nhân sự khác xây dựng lại tổ ba bộ trưởng mấy người này mấy người này liên tục mấy lần hành động sai sót hai lần tất có nội dáng dở trò điều tra kỹ cho ta dạ vâng bộ trưởng nam thẳng lưng căn cứ vào tình báo tổng hợp được trong tay ta bốn người các người phải có một người có vấn đề sau khi tra ra ta sẽ mời rượu xin lỗi ba người còn lại nếu cuối cùng đều không có vấn đề ta sẽ mời rượu nhận lỗi với bốn người các người có vấn đề chắc chắn sẽ không giấu được dưới tay ta còn không có vấn đề cũng chỉ là âm ức mấy ngày thôi đưa xuống đi Dạ vâng. Với lại mấy tổ khác các người, không được thẩm vấn đến chết người. Dù là bốn người bọn họ hay người tình nghi khác, các người có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng tuyệt đối không thể để chết người. Đây là giới hạn cuối. Nếu ai cố giết người, ta sẽ giết cả chính tộc nhà ngươi, chó gà không tha. Bộ trưởng Nam rất ngang tàn nói. Ngoài ra, phát lệnh truy nã phạm vi toàn bộ đại lục mấy người ta nói, nhanh lên. Bộ trưởng, đây đã là phạm vi công việc của bộ trinh tập rồi. Bảo người đi, thì người đi đi. Bộ trinh tập sao? Chẳng lẽ không biết ta mới là lão đại? Bộ trưởng Nam nổi giận đập bàn. Sao? Tên họ vương của bộ trinh tập không cho làm việc ư? Hay là nói gì rồi? À, không không không, bọn ta vẫn chưa đi. Có cho hắn cũng không dám. Ông đây nắm quyền quản lý tài chính của bộ tài chính. Họ vương kia dám hé răng một câu. Ta cho chậm lương của cả bộ hắn để hắn nhịn đói. Bộ trưởng Nam hét. Với lại bộ tinh thuẫn, bộ an toàn, bộ võ giáo, bảo bọn hắn cứ tin... Bảo bọn hắn cử tinh binh mạnh qua đây phối hợp điều tra với ta. Nơi nào dám không phối hợp là treo lương ngay. Bao giờ làm việc thì lúc đó mới đưa tiền. Mọi người bên dưới đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Tác phòng này Biết thì ngươi là bộ trưởng Bộ Tài chính, không biết còn tưởng ngươi là tổng bộ trưởng của sáu bộ. Nói vậy, thật sự không ai dám trêu chọc vị nhà này. Từ sau khi Bộ Văn hóa chống đối hắn lần trước, hắn treo lương của Bộ Văn hóa hẳn 3 tháng. 3 tháng này hễ là người của Bộ Văn hóa tiêu tiền mua thứ gì, thì lập tức có người đến cửa kiểm tra tài sản, thu nhập không rõ ràng. Bây giờ, bộ trưởng Bộ Văn hóa tự chức rồi bên dưới có hơn 70 người bị đưa vào tù. Tác phong bá đạo vô cùng. Không phải không ai nói chuyện xấu của bộ trưởng Nam trước mặt hoàng đế bệ hạ. Kết quả hoàng đế bệ hạ chỉ nói. Vẫn chiến tranh nhiều năm như vậy, vẫn đang tiêu tiền. Bộ trưởng Nam cũng khó khăn. Đến giờ vẫn chưa đình chỉ chi tiêu của hoàng cung là tốt rồi. Mọi người ai cũng khó khăn, thông cảm, thông cảm. Người nói câu này rưng rưng còn có thể nói gì đây? Hoàng đế bệ hạ cũng khó xử, thông cảm. Từ khi hồi phục đế chế, hoàng gia tồn tại bởi viêm võ. Tuy có quyền uy tương đương nhưng tuyệt không giống quyền uy tối cao của vương triều thời kỳ phong kiến. Nhất là bây giờ đại chiến tứ bề liên quan đến tồn vong toàn nhân loại. Dù trên danh nghĩa là vua của một nước, quyền hành vẫn có giới hạn. Cho nên điều này cũng rất khổ tâm trên đường phố Thượng Kinh. Mặt huyền y chậm rãi đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, cầm một cái bánh ngọt to trong tay. Hôm nay là sinh nhật mẹ nàng, cũng là sinh nhật đầu tiên nàng tổ chức cho mẹ sau khi về. Mặt huyền y mua thêm một chai rượu. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, lại thấy phía trước chiến đấu ầm ầm, Hình như có người đang ám sát. Một tên béo tầm 20 tuổi, quần áo hoa lệ, điên cuồng chạy sang đây, gương mặt mụn miễn, đầy hoảng hốt sợ hãi. Mặt huyền y không muốn gây chuyện, cũng không muốn tùy tiện vướng vào thị phi, im lặng né tránh, phải tránh thị phi. Vèo, một mũi tên từ xa bắn tới, tiếng rít sắc bén vang lên trong không trung. Tên béo hét lớn một tiếng nhanh nhẹn tránh đi, lại kéo ra sáu đường tàn ảnh. Thần pháp tốc độ đều không tầm thường, nhưng đáng tiếc vẫn không có kết quả. Theo một tiếng phù vang lên, mũi tên kia hung hăng đâm vào mông tên béo bắn vào mông bên trái xuyên qua mông bên phải. Giống như là một cuộc phẫu thuật bế môn có điều thủ đoạn cực đăng hơn chút. Tình béo hét thảm một tiếng, đột nhiên thay đổi quỹ đạo chạy về trước, trùng hợp đụng bay bánh ngọt của mặt huyền y. Hét một tiếng xé tim xé phổi. Mông ta! Mũi còn ngửi ngửi. Bánh ngọt vị dâu! À, mông ta! Ngay lúc đó, người áo đen từ bốn phương tám hướng nhảy ra, Mặt huyền y thấy tình thế không có ổn, vội vàng quay người chạy. Tên béo lại nhanh tay lẻ mắt, ôm đùi nàng. Chị gì đó ơi, cứu mạng ta, cái mông của ta. Lúc này mặt huyền y rối bời, chưa kịp suy nghĩ, nắm sau gáy tên béo, phóng vào tiệm bánh ngọt đằng sau, công kích vô núi sau lưng theo cả phòng bay lên. Nhưng đây lại không ngoài dự liệu của mặt huyền y. Ngay khi nàng vào tiệm bánh ngọt, bèn triển khai thân pháp cực nhanh, trốn ra cửa sau, người vừa bay lên đã đến một con hẻm khác sau đó liên tục lượn vòng trong phút chốc xách theo một tên béo đến một con đường đông đúc người qua lại khác mặc huyền y học thủ đoạn bảo vệ mạng của phương nhất nặc sư thúc một khoảng thời gian rồi bên kia lại vang lên tiếng xé không chói tai lại là cường giả thượng kinh đang tới từ đầu cho tới cuối mặc huyền y vẫn xách tên béo lại tránh vào trong một siêu thị lớn rồi thấp giọng gào đừng có kêu nữa tên béo ngạc nhiên phát hiện không biết mũi tên đâm trên mông mình như mất ghim, được rắc bánh ngọt lên từ bao giờ. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không nhìn ra. Với lại, miệng vết thương cũng cảm thấy đau. Thậm chí, miệng vết thương không chảy máu. Cũng không biết cô gái này dùng cách gì, thật dịu kỳ. Mặt huyền y đến từ Tham Lan. Mục đích đến tinh hồn ẩn nấu, có vương nhất nặc truyền dạy cả đường. Đương nhiên rất quen thuộc thủ đoạn bảo vệ mạng. Đi ra từ cửa sau của siêu thị, chỉ dịch chuyển một cái đã đưa tên béo đến một phòng khám tư nhân. Bác sĩ à, em trai ta bị người ta bắn một mũi tên. Chuyện thế này trước đây mặt huyền y còn chưa từng nhìn chứ hướng chi làm. Dù tên béo bị băm vằm thành thịt vụn trước mặt nàng, nàng cũng không chớp mắt. Người chết thì chết, liên quan gì tới ta? Nhưng từ sau khi gặp tả tiểu đa, lại thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Giúp đỡ mọi người, làm nhiều việc thiện, nhất là cứu người, ắt hẳn là có phúc báo bản thân gây nghiệp chướng quá nhiều trong quá khứ dù đúng sai tại tâm nhưng vẫn nhiều nghiệp chướng phải làm nhiều việc thiện để bù đắp phúc duyên cũng quen thuộc địa hình nơi này tiện tay cứu tên béo cũng không phải chuyện gì to tác trước tai họa sắc nách tin rằng cũng không ai thấy mặt thật của nàng để tên béo ở lại trong phòng khám sau đó để lại chút tiền cho tên béo nàng nói người nhớ đường về nhà chứ chút nữa tự về ta còn có việc sau đó vội vàng đi mọi người xem đều nhào nhào trợn trắng mắt. Cô gái này thật vô tình, em trai bị người ta đánh bị thương mà chỉ để lại chút tiền rồi đi. Ánh mắt tình béo chợt lé, đột nhiên kêu. Chị ơi, điện thoại ta mất rồi. Mặt huyền y hừ một tiếng. Về nhà mua cho người cái mới. Từ đầu tiên cuối chẳng hề ngừng, chỉ đi thẳng về phía trước. Khuấy miệng tên béo lộ ra một nụ cười. Cứu mạng ta còn để lại 100 tinh nguyên tệ cho ta một trăm tinh nguyên tệ này vốn không phải để ta trị thương chút tiền này vốn không có đủ trị thương cô gái này đơn thuần cho ta một trăm đồng để ta tìm điện thoại gọi điện cầu cứu điều này cũng chứng minh nàng ta vốn không muốn dính vào chuyện này nhưng nàng mặc kệ ta được sao tên béo nhếch nhếch miệng hít hít mũi bánh ngọt nàng cầm lúc nãy là vị dâu vị ta thích nhất sau đó lấy điện thoại ra như biến ma thuật đến đón ta mẹ kiếp ta chỉ tổ chức diễn tập mà thôi các người lại xuống tay bắn ta thật đau chết đi được bạn học đều đang đánh sống đánh chết trên võ đài một mình tả tiểu đa mồ hôi như mưa trong phòng trọng lực cuối cùng tan học rồi ép khô chút sức lực cuối cùng của mình biện cưỡng bò ra khỏi phòng trọng lực sau đó nằm trong phòng nghỉ ngơi cạnh phòng trọng lực cảm nhận vô số linh khí từ trong trường tràn ra, tưới đều trên người mình từng chút một. Sau đó mở một cái tủ, bên trong là linh thủy mang theo chút linh khí, chỉ cần vào phòng trọng lực là có thể uống miễn phí. Tả tiểu đa mở một lần ba chai, sau đó bắt đầu điên cuồng uống. Quy củ cao võ tìm long là vậy. Kế bên phòng trọng lực là phòng nghỉ, huấn luyện xong có thể vào nghỉ ngơi. Bên trong có một đĩa ba loại linh quả phẩm cấp thấp và sáu chai linh thủy lúc vào chỉ cần dẫm xuống đất, cảm ứng được có người tới. Tường xung quanh cũng sẽ truyền ra linh khí giúp cho người tu luyện phục hồi. Đây là nguồn tiếp tế đãi ngộ một ngày, nếu không 1 giờ 50 điểm, với điểm đắt đỏ của cao võ tìm long quả thật là đắt đỏ. Có vài thứ, nhiều ít gì cũng có thể bổ sung tổn thương tâm lý cho học viên, chi phí chấn động. Mãi đến khi tả tiểu đa uống xong 6 chai linh thủy, lại ăn sạch 3 đĩa linh quả cơ thể mệt mỏi cũng hồi phục mặc quần áo ở một cái rồi đi ra lúc này đã là buổi chiều mặt trời đã ngã về tây trời đất vẫn chưa tối hoàn toàn ở nơi xa ở võ đài vẫn còn truyền đến tiếng hét động trời tiếng gầm của võ giả đang chiến đấu truyền đến liên tục tả tiểu đa phanh bạc áo dáng vẻ uể oải sống dở chết dở bước từng bước qua xem cảnh náo nhiệt sẵn tiện đợi phù phù đợi cùng về sau lưng giáo viên quản lý phòng trọng lực cho người vào dọn dẹp phòng sau đó tự mình vào phòng nghỉ xem thử thấy đĩa trái cây sạch trơn rồi tặc lưỡi nói quả nhiên vẫn vậy tên nhóc này thật là không chừa lại thứ gì học viên vào phòng trọng lực trước đây đến cả linh thủy cũng chẳng uống bao nhiêu đa số đều ngại ngùng chỉ uống một hai chai ăn và linh quả rồi thôi nhưng đại gia tả tiểu đa này thì khác từ ngày đầu tiên vào đây đã uống hết sáu chai linh thủy chưa từng chừa một giọt, ba đĩa linh quả thì hạt cũng chẳng còn. Nơi nào đi qua quả thật là trời cao ba thước, một ngọn cỏ nhỏ cũng không để sót. Tính cách này quả là dốc sức chiếm lời, thà chết chứ không có chịu thiệt, thà chết mà không chịu thiệt. Thưa thầy, phòng trọng lực, có dấu nắm đấm nhạt. Người vào dọn vệ sinh ra báo cáo, dấu nắm đấm. Vị giáo viên này nheo mắt, người vừa dùng phòng trọng lực là tả tiểu đa năm nhất. Ta biết rồi, bắt đầu từ ngày mai, dùng tấm kim loại hồi phục đi. Dạ vâng, nhóc con này đã vào phòng trọng lực liên tiếp 20 ngày rồi, lại chọn công pháp, kiếm pháp và cả cái khác. Số điểm tiêu hao đó chỉ tính mình phòng trọng lực, hẳn là cũng phải hơn 10.000 điểm rồi, hẳn là không còn bao nhiêu. Trong túi tải tiểu đa còn để hạt linh quả ăn còn thừa, nói là linh quả, nhưng thật ra, linh lực bên trong cũng thường thôi, thậm chí còn không bằng tinh hồn ngọc hạ phẩm, nhưng vấn đề là nó ngon. Hạt linh quả đã ăn trong mấy ngày nay đều được tả tiểu đa giữ, làm hạt giống ném vào trong không gian của diệt không thác. Không gian trong diệt không thác thật sự rất lớn, chắc cả mấy mươi ngàn mét vuông. Trong khoảng thời gian này, một ngày tả tiểu đa đều đặn đổ vào trong đó 6-7 xe bụi tinh hồn ngọc. Dù diện tích bao la nhưng tất cả không gian đã được rải một lớp bụi tinh hồn ngọc. Hắn phát hiện màu xanh của mầm cỏ trước đó hẳn là hạt giống mang vào không biết từ khi nào, cũng không biết là ai mang vào. Dẫu sao ngoài biệt thự đều là bãi cỏ, lúc vào dịch không tháp tình cờ mang theo chút mầm cỏ vào cũng không có gì lạ. Mà sau khi bụi tinh hồn ngọc được diệt không tháp hấp thu, hình như cũng có dinh dưỡng, mầm cỏ bắt đầu chậm rãi nảy mầm, chậm rãi sinh trưởng nhưng cuối cùng năng lượng không có đủ, phần mầm phát triển rồi chết rất là nhiều. Cho nên bây giờ tải tiểu đa cô hết khả năng ném bụi tinh hồn ngọc vào trong, chỉ cần vào thì sẽ được hấp thụ. Tuy không biết đi đâu, có vẻ như mặt đất mềm hơn chút, nhưng cũng không có dấu hiệu đặc biệt rõ ràng gì khác. Ở nơi xa nhất cũng là nơi giáp biên với việc không thác, chính là nơi tải tiểu đa để nhiều bụi tinh hồn ngọc nhất dù sao công dụng chính của việc vào đây vẫn là chừa không gian để luyện công và ở giáp biên giới đã có mười mấy mầm linh quả đang từ từ phát triển nhưng tất cả đều cực kỳ vàng vọt trông rất yếu ớt vì vậy tả tiểu đa đổ hết bụi tinh hồn ngọc mấy ngày này vào bên này chủ yếu là xem thử cuối cùng thực vật trồng bên trong có thể phát triển hay không nếu có thể thì tả tiểu đa cảm thấy nếu có thể mang theo một vườn linh quả vào bên trong này thì là không có tệ đâu tất cả đều do con người. Muốn bao nhiêu bụi tinh hồn ngọc là có bấy nhiêu. Với lại ông chủ tôn nói, đã liên hệ với mấy trường học ngoài phong hải về việc thu gom bụi tinh hồn ngọc. Nếu thành công thì một ngày ít nhất có thể thêm 5-6 xe. Đây là xe loại lớn một xe mười mấy tấn. Tả tiểu đa tặc lưỡi, không làm thì không biết, thu rồi mới rõ. Cả thành phong hải mỗi ngày phải tiêu hao bao nhiêu tinh hồn ngọc. Chỉ là bụi thôi mà đã mười mấy xe, nếu quy đổi trở lại thành tinh hồn ngọc, số lượng chắc chắn rất là kinh người. Lượng nhu cầu này cũng nhiều quá đi mất. Nhưng việc không tháp phải chứa bao nhiêu mới đạt được sinh thái cung cấp bình thường. Bây giờ tính thử cũng đã có trên trăm xe đổ vào rồi. Tại tiêu đa nghĩ mà trước mặt hắn đã xuất hiện nhiều người. Trên võ đài cao cao, hàng sung đang giữ võ như ngoài. Tiếp theo là ai? Thật là uy phong, ta cũng muốn lên chiếm vị trí chủ lôi đài quán quân tân sinh hẳn là có khen thưởng không có tệ tải tiểu đa nhìn mà trong lòng hâm mộ hàng xung bên trên cũng thấy tả tiểu đa cũng đột nhiên gào lên vẻ mặt hiền lành còn có ai lên không không đâu nhỉ thôi trưa rồi tan học tan học ngày mai đánh tiếp nói rồi cũng không đợi mọi người phản ứng lại tự ý nhảy vèo xuống lôi đài rồi chạy đi mọi người đưa mắt nhìn nhau tên này làm màu sao lại bỏ chạy rồi không lâu sau, Lý Thành Long cũng rời khỏi phỏ đài đi qua, về nhà với tả tiểu đa. Trên đường mặt mày hớn hở, khoe khoang khoác lát. Bây giờ giáo chủ đã danh xứng với thực, giá trị võ lực rất cao. Danh hiệu tân sinh số 1 hình như đã như ván đóng thuyền trong đầu hắn rồi, không có ai địch nổi. Còn ta thì sao? Tả tiểu đa u sầu. Ngươi là tân sinh số 1, còn ta? Ngươi sao? Lý Thành Long cười he he. Người không đánh võ đài, giáo viên cấm người lên, không cho người tham gia xếp hạng. Đúng là mờ ám, chắc chắn trong này có mờ ám rồi, đó là đạo lý gì chứ? Không phải Cao Võ Tiềm Long nổi tiếng công bằng công chính minh bạch hay sao? Lại đối xử với ta như vậy, đúng rồi. Giáo viên chỉ nói không cho ta đánh võ đài, nhưng không nói không cho ta tham gia xếp hạng. Tả Tiểu Đa nhảy một phát cao ba thước. Quỳ cũ là vậy, những cái khác ta không cam đoan. Lý Thành Long rất thoải mái nói. Nếu người có ý kiến thì đi tìm giáo viên, nếu không tìm hiệu trưởng cũng được. Ta không có cách nào, nếu cứ nhất định phải cho ta vinh quang tân sinh số 1. Tả Tiểu Đa hùng hăng chặn ngang lời. Nếu người giành hạng nhất giải tân sinh, mỗi ngày ta đánh người ba lần trước mặt tất cả tân sinh của trường. Đột nhiên đứng im tại chỗ. Ông đây là tân sinh số 1 tân xin ngươi đánh ta ba lần một ngày chẳng phải trở thành chuyện cười siêu to hay sao ông đây không cần mặt mũi chắc ông đây là giáo chủ cho chút mặt mũi không được hả mắt phù phù chuyển động tính toán trong lòng rồi thật lòng đề nghị ta cảm thấy thật sự ngươi có thể hỏi thầy văn thầy văn cấm người tham gia quả là thiên vị không công bằng dù công bằng với người khác nhưng không công bằng với đúng bản thân ngươi đơn phương làm tổn hại lợi ích của ngươi không thể nào nói nổi Hắn liệu mạng sử dụng tả tiểu đa Đi tìm văn hành thiên Tả tiểu đa trầm ngâm nửa buổi Lúc lâu không nói tiếng nào Vì hắn có thể tưởng tượng ra Mấy câu thuyết pháp của thầy văn và hiệu trưởng diệt Bọn họ sẽ dùng lời lẽ khẩn thiết Thuyết phục hắn Hắn dù sao cũng không cam tâm Vẫn đi vào khuôn khổ Phù phù vô cùng thoải mái Lập tức chuyển chủ đề Tả lão đại Người nghe nói gì chưa hệ thống nhiệm vụ của trường mở sớm hệ thống nhiệm vụ cụ thể ra sao lý thành long lấy điện thoại ra đăng nhập vào mạng vườn trường mở ra hai từ nhiệm vụ bên trên chị thấy bên trên có mấy lựa chọn lần lượt là nhiệm vụ trường cao võ tìm long nhiệm vụ bộ trinh tập chỉ mở cho sinh viên năm ba năm nhiệm vụ bộ quân chỉ mở cho sinh viên năm ba năm nhiệm vụ xã hội chỉ mở cho sinh viên năm hai năm năm ngoài ra còn có rất nhiều loại nhiệm vụ khác nhưng đa số trong giống ngoặc viết chỉ mở cho sinh viên từ năm hai trở lên Tả tiểu đa nhìn cả buổi càng thêm bực bội u rũ đóng điện thoại mẹ kiếp người thấy chưa mấy nhiệm vụ béo bở đó hoàn toàn không có phần của chúng ta nếu chúng ta muốn làm ít nhất phải đợi thêm một năm một năm nghĩ tới đây tạ tiểu đa dựng lông gáy sau một năm Hoàng Hoa Thái cũng lạnh rồi. Điểm thưởng của ông đây bây giờ đã nghèo rất mùng tơi, nhiều lắm 20 ngày nữa là cạn tơi đáy. Ca Võ Tìm Long, ngôi trường này kiềm chế ta, kiềm chế ta mọi nơi. Thầy hiệu trưởng mở miệng ra là nhân nghĩa đạo đức, lại kéo ta như kéo lông cừu, thiền lý công đạo ở đâu? Trời xanh ơi, đất rộng ơi, muốn chơi chết ta sao? Ta dễ dàng vậy sao? Không phải ta âm thầm phát một ít tài là được ư? Nhưng đều trong quy củ nhiều lắm cũng chỉ đến biên giới mà thôi. Đến mức nhầm vào ta như vậy sao? Chỉ làm nhiệm vụ năm nhất của trường này thôi. Có thể có được cái gì chứ? Nhiệm vụ mấy cấp khác có thưởng đan dược, có thưởng linh quả, có thưởng binh khí, có thưởng tinh hồn ngọc, thậm chí là tiền mặt. Trường này thưởng gì? <laughs> Tả Tiểu Đa nói. Ví dụ là cái này đi. Phi hùng cảnh giới anh biến, nội đan thưởng 300 điểm. Đầu, râu ria, đuôi mang về cả thưởng 1.200 điểm. Cái này không phải là ức hiếp người ta sao? Con gấu này ta mang đến thương thiên nhất phẩm bán. Kiểu gì cũng có thể thu về mấy trăm triệu tiền mặt. Đây là thứ tốt có tiền không mua được đâu. Tả Tiểu Đa tức giận. Cao Võ Tiềm Long cho 1.200 điểm. Hừ, rõ ràng là đuổi ăn mày. Lý Thành Long hừ một tiếng. Có bản lĩnh thì đừng làm. Không làm thì sao ta tu luyện ở Tiềm Long được chứ? Tả Tiểu Đa nổi giận nhóc con ngươi thấy vị trí quán quân cuộc thi tân sinh này chắc chắn vào trong tay mình, thì bắt đầu nói năng hùng hồn rồi chứ gì. Ngươi tự mình cân nhắc mà xem, phòng trọng lực kia, các loại cơ sở khác có cái nào không cần điểm. Ngươi cũng biết ư. Lý Thành Long trào phúng nói, phòng trọng lực xây một phòng cần bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Một phòng trọng lực như vậy có thể mua bằng tiền sao? Người đưa 100 tỷ cũng không có mua được. Phải dùng tinh hồn ngọc để giao dịch cần bao nhiêu tinh hồn ngọc, người biết không? Lý Thành Long xì mũi khinh thường. Người dùng của trường học, người không cho trường lãi hả? Miễn phí cho người dùng sao? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nói trong lòng. Người biết ông đây cho lão dịp trường thanh kia bao nhiêu tinh hồn ngọc cực phẩm hay không? Phòng trọng lực gì mà không mua lại được? Mặc dù là ta tự nguyện cho hắn, nhưng trong lòng vẫn không có dễ chịu gì. Đúng là đau lòng mà. Ta không phải chỉ muốn bù đắp tổn thất một chút thôi sao? Ngày mai ông đây bắt đầu làm nhiệm vụ, châu chấu cũng là thịt, rận cũng là thịt. Hắn thở dài một hơi, thật sự không còn nhiều điểm. Bây giờ tổng cộng chỉ còn hơn 7.000 điểm trong tay. Tả tiểu đa cảm thấy mình bây giờ nghèo rất mùng tơi. Bây giờ chỉ là phòng trọng lực gấp 100 lần. Tương lai mình vẫn vào phòng trọng lực gấp 1.000 lần. Phòng trọng lực 1.000 lần, nghe nói một giờ cần 5.000 điểm, đúng là đòi mạng điểm thưởng trong tay mình chỉ đủ dùng một ngày, hai ngày cũng không đủ, đúng là đốt tiền. Tối nay ta phải ngủ sớm, ngày mai bắt đầu đánh trận chung kết rồi. Chắc chắn phải giành trước quán quân, không có người nếu ta không giành được quán quân thì thật sự không có thiên lý. Câu này của Lý Thành Long làm tả tiểu đa tức giận dầm chân đùng đùng đi lên trên lầu. Khoe khoang cái mông, không phải quán quân tân sinh thôi sao, ông đây thèm vào. Kết thúc tập 118 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.